Rồi, tự nhiên em xin chào tất cả các anh em gần thủ đam mê câu cá từ Toàn Quốc. Hôm nay em tiếp tục lên cho em một clip gồm 7 con máy cho anh em, trong đó có những con máy đề cao trên đây, máy Viewmaster và một con máy bãi nha anh em. Rồi, em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng, chỉ thanh toán nếu hàng lỗi mà không giống clip em lên á thì em sẽ nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Để em vô cụ thể từng con cho anh em xem. Con thứ nhất em mời tham khảo. Con thứ nhất em lên cho mọi người là một con Ryobi nha anh em, Ryobi GX3. Đó, con này dòng tua là 1.4.4 nha nè. Con này nội địa Nhật nha nè, xe ben. Thì ngoại hình thì như clip thôi, xước xác. Có kim loại vẫn có xước xác anh em. Xây con này thì xây tương đương với tầm 10.000 nha nè, 10.000. Cước mượn được 210m. Hoạt động chân chu. Con này thì bên đây bị mất cái tem nha nè. Tất cả phần còn lại thì hoạt động chân chu, không lỗi lầm. Trả ngược cho tới ok ngon lành. Đó. Ta quay gấp là bình thường. Con này đặc biệt là có cốt bự như nè, cốt trợ lực trợ gì đó. Đây. Đó. Cứ rất là đã nha nè. Hoạt động chân chu nha, không lỗi. Rồi, giá công khai con số 1 giá là 450k nha mọi người. Đó, con số 1 450k. Hoạt động là khỏi bàn. Tiếp theo sẽ là máy số 2. Những con máy đề cao một tí. Con số 2 là một con Daiwa Tournament. Dòng cao cấp của Daiwa nha anh em. Đây, Daiwa Tournament. Ngoại hình thì xước xác thôi thời gian mọi người. Vẫn có xước xác nhẹ thôi. Con lăn đây. Lăn bình thường nha anh em. Đấy, cứ ok. Quay gấp là bình thường. Con này thì cực kỳ chất lượng luôn. Anh em lấy lua suối hoặc lua UL rất là im anh em, mua bên sóng. Hỗ trợ ABS đầy đủ, hàng xe ben nha. Con này thì con này nặng 210g nha mọi người, nặng 210g. Dòng tua 5.1 nha mọi người, nặng 210g dòng tua 5.1 nha. Cái tặng dây bia đi theo máy luôn nè. Đó. Cứ ok. Hoạt động chân chu. Đó. Công gơ lắc gì danh nha anh em, hoạt động bị êm mượt luôn á. Quay gì trong trống luôn nè. Thì máy hỗ trợ ABS nó phá bình thường, hoạt động lôi tới lôi bình thường. Dòng Daiwa Tournament này thì anh em nào biết thì khỏi bàn về nó, cực kỳ châu bò luôn. Con này có xây tương đương với là xây 1.500 nha anh em, xây 1.500, cước 1.5 như được 130m, cước hai được 100 200m, 100m cho anh em, cước hai được 100m bê theo nồi luôn. Rồi, giá con thứ hai giá là 800k nha anh em, còn 800k cộng ship. Con máy số 2 Daiwa Tournament, máy cực kỳ ok nha. Tiếp theo sẽ là con số 3. Con số 3 là một con hàng thương hiệu của Mỹ nha anh em, Waitum. Đó, anh em có thể là mạng sạch. Con này là một con đua chuột nha nè. Con này được hai nồi. Một nồi nhựa và nồi kim loại. Nồi kim loại này em căng á, thì nó nặng là 340g nha anh em, 340g. Chắc nồi nhựa nó nhẹ nhẹ ha. Con này thì ngoại hình cực kỳ xuất sắc luôn. Đó. Con này hỗ trợ là 4 mặt đạn nha anh em, 4 mặt đạn. Quay tâm 4 Peperin. Một bên sóng, lấy cứ ok. Hoạt động thì trơn tru, không cần gì phải bàn. Mô bên là mô bên sóng nha nè, mô bên sóng xả đua chuột. Anh em có thể lấy cái tên này nè, để mạng sạch là ra hàng của Mỹ đi, Waitum. Hoạt động chân chui anh em. Hai mô bên, tùy theo anh em lựa chọn. Đó. Con này ngoại hình nó ra tầm khoảng 90% anh em. Độ xuất sắc nó là ít, rất là ít luôn á. Bóng lưỡng luôn. Thì con này thì nó nặng 360g, xây tương đương với là xây 4.000 anh em, 4.000, 5.000. Đó. Con này anh em đi câu cá tra chép hay là câu lăn xê cũng rất là ok anh em. Rồi, giá công khai con máy này là 600k nha anh em, hai nồi. Đó. 600k cộng ship. Rồi, tiếp theo sẽ em lên dòng máy trên đây là những máy đề cao. Đó. Tiếp theo sẽ là con số 4. Con số 4 em lên cho mọi người là một con Daiwa Kit nha anh em. Con này là một con Kit 3.000. Đó.
Con kit 3000 này là một con kit của Thái Lan nha mọi người. Kit 3000 là kit của Thái Lan. Đây. Đây, ngoại hình ở đây. Đây, xước sát nha anh em. Đó, xước một ít thôi. Đó. Phần nồi cũng còn rất là sáng nha mọi người. Máy cước thì ok. Con kit 3000 này có xây tương đương với là xây 4000 nha anh em. Xây 4000, cước 3 được 200m, cước 4 được 150m mọi người, cước 4 được 150m. Còn lăng này nó xước sát nha anh em, nó má xước sát thì em soi anh em, soi cho nó kỹ xước sát. Con lăng lăng nha anh em. Hoạt động thì êm mượt chân chu. Đó. Con này thì dòng tua nó sẽ là 4.9. Nặng là 280g nha anh em, nặng 280g. Dòng tua là 4.9. Đó, ngoại hình cực kỳ ok luôn. Đó. Những điểm xuất sắc thì em sẽ soi cho anh em xem. Máy hỗ trợ ABS thì quay tới quay lui bình thường. Êm mượt. Đó. Con này thì anh em thích hợp cho anh em đánh lóc nè, đánh tra, đánh chim. Anh em có thể lấy đi đánh lục cũng được. Đó, vì độ tải rất là khỏe anh em, cốt là cốt siêu to luôn, siêu to khủng lồ luôn. Đó. Hoạt động thì chân chu. Rất là sáng anh em. Đó. Máy thì ok, máy đã qua sử dụng thì độ xuất sắc thì không thể tránh khỏi. Đó. Rồi, giá công khai con máy số số 4, giá là 1.9 triệu nha anh em. Đó. Tiếp theo sẽ là con máy số 5. Con máy số 5 là một con hàng của Shimano. Con này là một con Ultegra nha anh em, con máy số 5 là một con Ultegra. Đó. Con Ultegra này là hàng của Nhật nha anh em, nó in chữ nổi luôn nè. Con này là hàng của Nhật. Đấy cứ ok. Ngoại hình thì ok, xuất sắc một ít thôi. Vẫn có xuất sắc nha mọi người. Vì máy này qua sử dụng mà xuất sắc. Hoạt động thì chân chu. Đó. Con Ultegra này là đời 2009 nha anh em, đời 2009, đời rất là gần luôn. Con này đời 2009, dòng tua là 5.1, nặng là 260g. Đó. Con này là con xây 2500 nha anh em, 2500. 2500 thì cước 2.5 được 125m, cước 3 được 100m cho anh em. Đó. Bên sóng đầy đủ, lấy cước ok. Hậu trợ ABS, quay tới quay lui êm mượt. Con này anh em đánh lóc nè, đánh tôm, đánh tra, đánh chim cũng rất ok anh em. Dòng này thì siêu trâu bò rồi, khỏi bàn. Đó. Hoạt động không còn gì phải bàn hết. Anh em đánh lóc, đánh chẽm nè, chiên lua. Dòng máy này chiên lua. Ngoại hình thì em soi kỹ cho anh em xem tí. Rồi, con máy số 5, giá là 1.9 triệu nha anh em. Còn máy số 5 1.9 triệu. Đấy, cứ ok nha. Hàng Nhật. Rồi, tiếp theo sẽ là con máy số 6. Con máy số 6 là một con Beomaster. Con này thì hàng nước cho anh em, cực kỳ mới luôn. Xước ở đây 1 điểm. Xước đây là 2 điểm rồi, hết. Con này là một con Beomaster. Con này là xây 2500 nha anh em, xây 2500. Beomaster 2500, con này đời 2008 nha anh em, đời cuối cùng của Shimano Beomaster sản xuất tại Nhật. Cước 2.5 được 125m, cước 3 được 100m. Cực kỳ mới luôn nha anh em. Con này thì tem lụa nha anh em, tem lụa hàng Nhật nha. Đó. Thì con này sử dụng tay quay là tay quay ốc, hoạt động chân chu, êm mượt. Đó. Anh em đánh lóc đánh chẽm thì hay săn con này lắm nè. Hoạt động không cần phải bàn nữa. Con này đời 2008, dòng tua là 5.1 nha anh em, nặng là 250g. Hỗ trợ ABS đầy đủ, nút châm dầu đầy đủ nè. Đó. Hoạt động chân chu êm mượt. Quay ngược quay lui ok hết. Mọi chức năng hoạt động bình thường. Đây cứ ok nè. Đó.
tay quay ốc nha mọi người. Đổi trái phải bình thường nha. Rồi, giá con số 6 giá là 2.500.000 nha anh em. Con số 6 giá 2.500.000. Meter 2500. Tiếp theo sẽ là con cuối cùng, con số 7. Con số 7 là một con Biomaster. Đó. Biomaster MG. Đó. Con này làm bằng magie nha anh em, carbon magie. Hoạt động trơn tru im mượt nè, đó. Khỏi bàn. Con này thì 2500 HG S. S thì nó sẽ làm cái nồi nó nông lên tí nha anh em, đó. Con này độ cảo nó rất là trâu bò luôn. Con này thì cước ni lông á, cước 3 được 160m, cước 4 được 130m. Đó. Đây thông số này anh em. BE 0.8 được 150m, BE 1 được 100m nha. Con này thì là hàng lướt qua, ngoại hình cực kỳ đẹp luôn. Đó. Độ sử dụng nó rất ít luôn nè, con này nó chưa xước nữa nè. Đẹp xuất sắc luôn anh em. Con này là một con Biomaster đời 2006. À, nặng là 210g anh em. Đó, rất là nhẹ luôn, nặng 210g. Đó. Hàng của Nhật nha anh em. Tem nhựa, tem lụa hàng Nhật luôn, nặng 210g. Dòng tô của nó là 6.1 nha anh em, 6.1. Hỗ trợ ABS đầy đủ. Quay ngược quay lui đầy đủ. Cốt là cốt to luôn nha anh em. Con này anh em đi câu lóc nè, câu chê nè, chim cha thì ok hết. Độ cảo rất là cao nha. Hoạt động thì em mượt, khỏi bàn. Thì anh em về thì anh em bao anh em kiểm tra luôn. Đó. Rồi, giá công khai con số 7, con máy cuối cùng, giá là 2.500.000 nha anh em. 2.500.000 cộng ship, con máy cuối cùng, con máy số 7. Hoạt động nè, khỏi bàn, rất cực kỳ mượt. Anh em cần thì báo em chụp hình cận cảnh cho anh em xem nha. Rồi, cảm ơn anh em.